Quý khách hàng không thích nhà xây thương mại, thích những căn nhà diện tích rộng xây độc lập mà có sân cổng riêng thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với căn nhà diện tích 64m² thiết kế là 3 tầng, sân cổng riêng, đường ngõ ô tô vào trong nhà mọi người nha. Ô tô vào trong cổng và cái căn nhà này thì nhà xây mới hoàn toàn, vị trí giáp với lại địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa. Cụ thể nó thuộc Đại Thành Quốc Oai và với căn nhà này tất nhiên sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như hiện trạng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Thiết kế của ngôi nhà xây mới chuẩn chỉnh mọi người ạ. Đó, đường ngõ thực tế ở đây. Kia là đường ô tô tránh, đây là ngôi nhà. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Nhà thiết kế hài hòa với tầng 1 ở đây là sân cổng riêng. Với cái căn nhà này thì ô tô 7 chỗ vào trong cái phần sân, Ngọc Ánh đang đứng ở đây. Thiết kế hợp lý, một khu vực để xe riêng. Nhà 3 tầng xây mới. Mời mọi người theo em vào cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với thiết kế tương đối là chuẩn chỉnh, sổ đỏ bàn giao được luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Đó. Với phần ở cái căn nhà này ấy, thì ngoài cái sân cổng riêng là cái cổng là cổng kéo mọi người ạ, cho nên là ô tô vào thoải mái. Thiết kế là sắt sơn tĩnh điện và bên trong phần cửa chính là thiết kế một lớp cửa. Cửa ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần phòng khách và đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp của ngôi nhà cũng hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ. Căn nhà thoáng trước thoáng sau, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Quý vị nào mà đang hợp hướng Tây Bắc thì cũng đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Bởi vì căn nhà được thiết kế xây dựng duy nhất một căn, diện tích rộng ở trong khu dân cư đông đúc, gần chợ trường phường trạm. Từ vị trí ngôi nhà này gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Đại Thành Quốc Oai hoặc quý vị đi làm ở Hoài Đức đều rất là ok. Bởi vì tính từ cung đường này, quý vị có thể đi theo cái đường D Hoài Đức đâm ra đại lộ Thăng Long, đi lên Mỹ Đình cũng rất là gần. Đây là phần hoàn thiện toàn bộ tủ bếp của ngôi nhà. Tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh với hai cái tông màu, màu trắng và màu nâu. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite chỉnh chu đầy đủ. Công năng chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều được lắp đặt cho quý vị chuẩn chỉnh hết rồi. Đấy, theo đúng như hiện trạng là quý vị dọn đồ về ở được ngay trong ngày luôn. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đấy, đầy đủ công năng sử dụng. Nó chỉ là thiếu set tắm thôi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, thiết kế tay vịn thì là gỗ, ở dưới thì là kính nha mọi người. Và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite, đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review này đường, hướng, vị trí, cái giá bán này em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Và tất nhiên thì căn nào Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ rất là kỹ lưỡng cho quý vị về cái phần nhà cửa khi mà bên nhà tốt quay lên. 100% sổ sách chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, nhà nào cũng vậy. Thì cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về mặt pháp lý, cũng như là nhà có nằm trong diện quy hoạch hay không thì chắc chắn 100% là không. Bởi vì không thì ngân hàng mới hỗ trợ quý khách hàng vay ngân hàng được, đúng không ạ? Mời người theo em lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Cầu thang đặt ở giữa, hành lang đi vào hai phòng ngủ tương đối rộng. Mặt trước thì là hướng Tây Bắc, mặt sau thì là hướng Đông Nam, cho nên khi mở cửa sổ trước và sau ra thì ngôi nhà này rất là mát, rất là hút gió nha quý vị. Tính từ vị trí ngôi nhà này, xung quanh chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, phạm vi bán kính 1 km quay đầu, đầy đủ công năng, gần ủy ban, gần với trạm y tế, chợ trường phường trạm đầy đủ. Trong phòng ngủ thiết kế đầy đủ về hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Đó. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau đây ạ. Đầy đủ về hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối. Trong phòng vệ sinh thì cũng để đầu chờ, lắp bình nóng lạnh. Và ở đây thì thiết kế thêm quạt hút mùi trong phòng tương đối là thoáng. Lavabo. Đó, điện nước sẵn sàng cho quý vị rồi.
Tiếp theo nữa, phòng ngủ ở phía bên trong. Phòng ngủ này ở mặt trong nên rất là mát. Mặt sau của nó là hướng đông nam mọi người ạ, cho nên là khi mà mở cửa cực kỳ là thoáng. Phòng nào cũng được thiết kế đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Phòng ốc vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Trên phía tầng 2 là đã thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ tương đối là rộng, thoáng trước, thoáng sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Vậy thì tầng 3 thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Và Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 3 thiết kế thêm cho quý vị một phòng ngủ rộng hướng ra phía bên ngoài mặt ngõ. Sân cổng riêng rất chi là thoáng. Phòng nào cũng đầy đủ hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa được lắp đặt thiết kế đầy đủ. Công năng sử dụng cho một hộ gia đình rất là ok. 3 phòng ngủ. Trên tầng 3 này cũng thiết kế một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Như vậy tầng 1, tầng 2, tầng 3 mỗi tầng một phòng vệ sinh. Và mỗi một tầng thì đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng cho từng tầng. Đầy đủ hết. Trên tầng 2, tầng 3 là đầy đủ hệ thống sen cây tắm này, lavabo cho quý vị. Điện nước riêng biệt lắp đặt xong hết rồi. Tiếp theo, với tầng 3 là chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng riêng. Phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ. Đây. Nhỏ nhắn, hợp lý, 3 tầng. Có rất nhiều quý khách hàng cũng chia sẻ với Ngọc Ánh là không thích 5 tầng, 4 tầng. Nhưng mà thực tế luôn nếu như 30 mét mà không xây 4 đến 5 tầng thì nó không đầy đủ công năng sử dụng được ạ. Bởi vì nó chỉ được có 2 phòng ngủ thôi. À, như những cái căn này diện tích rộng thì có thể chia đôi phòng ngủ trước sau. Đây là phần mặt sau của ngôi nhà. Cũng là vườn của nhà hàng xóm mọi người ạ. Xung quanh thì mọi người có thể nhìn thấy dân cư, mọi thứ đầy đủ. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như được đi xem nhà thực tế. Tất cả đều tư vấn và xem nhà là miễn phí cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin cứ liên hệ ngay với Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0930 134 03 hóa 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.